nơi mà người bán có thể được ngân hàng cho tạm ứng một phần tiền bán hàng trong tương lai. Thì tuần này chúng ta sẽ cùng nghe tư vấn cụ thể hơn của ngân hàng HSBC Việt Nam về những điểm khác biệt cơ bản giữa hình thức bao thanh toán so với thanh toán thông thường qua LC. Bao thanh toán có cần tài sản thế chấp không? Qua cái dịch vụ bao thanh toán thì ngân hàng sẽ xem xét đánh giá các rủi ro và khả năng chi trả của người mua và sau đó thì ngân hàng sẽ đánh giá tiếp về khả năng thực hiện hợp đồng của người bán và cái uy tín của người bán rất quan trọng cũng như cái uy tín của người mua. Bởi vì trong một trong những cái dịch vụ bao thanh toán, cái rủi ro của dịch vụ bao thanh toán đó là những cái tranh chấp thương mại. Do đó cái sự uy tín của người bán cũng như của người mua rất quan trọng, khả năng chi trả của người mua rất quan trọng. So với dịch vụ thanh toán qua LC, bao thanh toán có điểm nào thuận lợi hơn? Thực ra đối với dịch vụ bao thanh toán thì thường các ngân hàng sẽ tài trợ khoảng 80% giá trị của các khoản phải thu. Về mức phí thì chắc chắn là cái bao thanh toán sẽ có một cái mức phí cao hơn cái lãi suất hiện tại. Bởi vì cái rủi ro của bao thanh toán đối với ngân hàng tài trợ cao hơn. Nếu mà mình so sánh dịch vụ bao thanh toán với dịch vụ mở LC, đó là dịch vụ thanh toán truyền thống trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thì có thể nói bao thanh toán sẽ cho người mua lẫn người bán cái mức linh hoạt hơn trong cái việc mà giao dịch và giảm đi chi phí cũng như thời gian. Bởi vì khi chúng ta có LC, khi chúng ta mở LC thì chúng ta phải cần có thời gian mở LC trước và những cái dịch vụ về hạn mức. So với dịch vụ thanh toán qua LC, bao thanh toán có mức phí thấp hơn không? Mình không có thể so sánh được hai cái dịch vụ đãi, bởi vì dịch vụ mở LC thì thường là chúng ta có những cái biểu phí nhất định dựa vào cái dịch vụ cung cấp hoặc là những cái chi phí liên quan tới dịch vụ mở LC, trong khi bao thanh toán là chúng ta tài trợ các khoản phải thu, tức là sẽ có một khoản tiền ứng trước cho các khoản phải thu đối với những người bán hàng. Do đó chi phí của bao thanh toán sẽ dựa rất nhiều vào tình hình lãi suất ở thời điểm hiện tại cũng như là rủi ro của người mua hàng, và mình sẽ tính ra cái chi phí của bao thanh toán. Vâng, và quý vị vừa theo dõi chuyên mục Khách hàng hỏi Ngân hàng trả lời tuần này trong tạp chí Ngân hàng trên kênh truyền hình FPNC. Và Phi Yến xin được nhắc lại thì mọi thắc mắc cần giải đáp về cách thức giao dịch tại ngân hàng cũng như về dịch vụ hoặc chính sách trong ngành ngân hàng thì xin mời quý vị vui lòng gửi thư vào hộp thư tạp chí Ngân hàng FPNC amoc@gmail.com và chúng tôi sẽ lần lượt đề nghị các ngân hàng hỗ trợ giải đáp đến quý vị trong các tạp chí Ngân hàng số ra hàng tuần.